nè, để trong cái bọc á. Dạ. Rồi để lên cái từ từ hết cái nghe thành đó, rồi bà để khác vô, cái bà lấy ra. Cái này coi nè, đẹp hay thấy, còn thấy không? Đây, đây là giống nhiều như hình đó. Gương gương sen. Cái gương sen có hộp hộp. Bà Sáu thì trong nhà bà Sáu thì thích hoa sen. Thích hoa sen lắm. Còn đây con thấy rất là đẹp, không giống như những cái tảng đá trơn tru á sao? Không ai làm được gì chứ, không có giờ ai làm được hết. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay Bùi Hồ tiếp tục đang có mặt tại nhà bà Sáu. Bà Sáu là bà cụ mà Bùi Hồ gặp ở ngoài đường mà phải chở những cái lượm những cái ve chai bán để làm từ thiện với cô bác quý anh chị. Nào đây nè, bà hàng ngày bà phải đạp chiếc xe đạp hơn mười mấy cây số luôn. Dạ. Bà Sáu chỉ ở một mình thôi. Ôi tối quá luôn rồi bà Sáu ơi. Dạ. Nhà bà Sáu đó. Nhà bà Sáu đẹp ghê á. Ước nguyện là bà có cái nhà ở rồi lên bà làm từ thiện ha. Bà đi làm từ thiện phải dạ. Cho bà đó. Khoảng 20 tuổi bà ước là bà được cái nhà. Dạ, ơn trên độ ha. Độ cho bà sống luôn, thấy ai ở ăn nó có bà mừng lắm, bà ham lắm. Dạ. Bà ước nguyện được vậy đó, tự nhiên bà độ cho bà đó. Mừng lắm con ơi, mừng cực, mừng đêm, mừng ngày lắm luôn. Mình cho được có cái nhà ở. Dạ. Nhà con ngồi cái nước đi. Dạ bà Sáu. Ờ, con đã trở lại đây mà nói chuyện với bà Sáu này. Tóc của bà hả? Nè, có thấy bà xích bông sen nội nhà, bà cũng dĩ sen cái bà cũng sen, con thấy không? Dạ. Có thấy bông sen chưa? Bà bật đèn lên được không bà Sáu? Được, bật đèn được. Bây giờ người ta biểu lên mạng cho người ta coi mà bà Sáu đâu có lên thân thể. Dạ. Không có lên, không có lên, bà Sáu ai biết. Có người quen biết lắm về bà Sáu cho coi nè ha. Khoanh tròn ô, tròn ô, tròn ô, còn thấy chưa bà Sáu ước kêu như cái bông sen, cái hột sen thấy có chưa? Trời ơi. Nam mô Di Đà Phật, bà có thấy không? Ồ. Lên cái mạng. Này tóc của bà gụng. Tóc của bà gụng, bà để đó, tự nhiên người ta đanh á. Có đem chai kia kiếm đậu đanh, nhà ai đanh đã đi tới đó nó phỏng vấn gì lắm luôn. Là tóc rụng nhưng mà càng ngày càng ra hả bà Sáu? Chưa biết, mới được mấy giờ thôi. Nè, có cái bà này Sáu. tự bến hả? Tự làm chứ bà không có làm được tóc mình gỡ mình chuông mình từ cộng. Tự làm không là tự làm lên nữa thành đó nè. Bà để tự thành thấy chưa? Bà Nam Mô chứ đâu bà có thấy không? Con Nam Mô Phật thấy chưa? Có cái dương này thì nhỏ nè. Đó, bà Sáu ra được là 6 món rồi đó. 6 món. Xong có cái này là đẹp nhiều này, nhất này đẹp nhiều nhất nè, cuộn tròn đẹp đó. Cuộn tròn không, bà Sáu thấy ước cái bông sen giống như cái hộp sen, thấy không? Dạ, đây giống như cái gương sen nha. Đúng rồi, gương sen, đúng rồi, gương sen vậy đó con. Đó, 6 món rồi, Sáu được 6 món rồi đó. Thấy chưa? Dạ. Còn Nam Mô Di Đà Phật, buồn lấy ra coi cái Nam Mô Di Đà Phật không nè. Cho con cầm lên tay được không bà Sáu? Được, con cầm đi. Bà Sáu nói là Nam Mô Di Đà Phật, trời về được cái vật quý của cô bà Sáu rồi. Cái tóc ai làm, máy móc nào làm được, tay chân nào làm được, con nghĩ đi. Đó. Bà Sáu từ đâu mà bà Sáu lại... Bà Sáu gỡ đầu, bà để trong cái bọc, bà treo lên đó vậy đó. Gỡ bọc nó gối, tùm lum gì, để trong cái bọc vậy nè. Bà không có đốt hôi rình lắm, bà để vậy nè. Để trong cái bọc á. Dạ. Rồi để lên cái từ từ hết cái nghe thành đó. Rồi bà để khác vô, cái bà lấy ra. Cái này coi nè, đẹp hay thấy, con thấy không? Rồi hay mỗi lắm. Lần ngấy cái bà Sáu để vô. Để vô, gỡ, để vô, gỡ, để vô, nhiều cái thành, nhiều cái thành. Để vô cái tóc, cái tự quấn giống vậy luôn. Ờ, tự nhiên làm sao bà đâu biết. Mà nó mô gì Phật làm là ngày đêm gì bà đâu có biết. Thật, con thấy không? Cái đầu mà từ nhỏ lớn bà không uống một lần. Dạ. Bà không có kẹp xẹt gì, từ nhỏ lớn bà không uống tóc một lần nào hết trơn á. Bà để tóc bà bới từ nhỏ lớn. Dạ. Thấy không? Bà Sáu ngồi đi bà Sáu. Tự đó lên cho vậy đó. Ôi không hiểu luôn. Không hiểu luôn, con thấy gì vô như phần vô duy, con hiểu chưa? Dạ. Có phần vô duy làm cho mình đó, con thấy hiểu chưa? Con uống miếng nước đi. Dạ, con cảm ơn bà Sáu. Dạ, rồi lấy nước đá thì mình lấy lạnh, mình lấy lạnh rồi, uống miếng này. Dạ, được rồi, uống này rồi. Sáu lại dạ. Tạ từ thiện không rồi. Gặp bà Sáu đi làm từ thiện, đi lượm, tưởng đâu bà Sáu đi lượm ve chai là một người giống như không có nhà cửa, cô bác của anh chị. Mong như là bà. Nên là nữ là cứ hỗ trợ bà. Nhưng mà cô bác của anh chị thấy không? Tóc của bà Sáu được vậy thôi đó. Mỗi lần bà cúng dường cầu cho cha, đi nói với cha mẹ, đã ghi tên cha mẹ không?
cô bác quý anh chị nhìn thấy cái tóc này là hình gì đây? Đây một cuộn, hai cuộn, ba cuộn, bốn cuộn, sáu. Cuộn này là hình tròn ha. Còn cái cuộn này đó. Này nó đang tóc, cọng tóc này đang quấn rồi nè. Người ta đanh trong cái đầu người ta mới đanh, còn bà Sáu ra ngoài. Dạ. Bà Sáu ra ngoài mà vậy đó. Người ta đanh trong đầu con thấy ha. Dạ. Bà Sáu ra ngoài. Ra ngoài như vậy. Bà Sáu có thể kể cho con nghe cái duyên mà tự nhiên như thế này có điềm báo cho bà Sáu không? À, bà Sáu không có điềm báo gì trơn á, mà bà Sáu ý bà Sáu tóc không có bỏ rơi vậy đó, bà vô cái bọc. Bà treo lên đó, có lâu ngày cái bà thấy đựng cái món quà rồi, bà mừng quá các bà. Lấy một cốc món quà đó cái bà gỡ tiếp tục bà trả để vô đó nữa, cái thành món nữa bà làm hoài tới. Làm giấc đầu bà cũng có chơi tự nhiên cũng vậy. Bà Sáu là nuôi mẹ, thương mẹ, báo hiếu mẹ. Báo hiếu mẹ cha lắm. Rồi sau này mẹ. Sau này mẹ bà Sáu mới mất. Thì bà Sáu mới đi làm từ thiện, làm từ thiện hoài trai nhỏ giờ luôn. Ừ, chặt thuốc nam, làm cát gì không có việc gì chớ làm chứ. Chặt thuốc nam cho người ta uống bệnh đủ thứ việc làm rồi Sáu không ở không. Cái này là càng ngày là càng ra nữa, bà Sáu tóc càng dài không? Mà bà Sáu chưa biết nữa. Dạ. Thấy sao để vậy tụm lại từ trong thăm năm nay rồi. Cái cuộn này, tóc này là một năm rồi sao? Năm rồi, năm ngoái tới giờ rồi đó. Cái cuộn này là một năm rồi. Ừ, một năm rồi. Có một năm rồi. Là chưa ai bà chưa nói với ai đâu hả? À, không nói với ai sớm chi tao không nhiều không tin tao nói bà nói gì đâu này kia chứ bà con dòng họ biết, thấy bà Sáu biết. Bà thấy bà Sáu làm gì cái đó nhiều biết rồi đó. Đó trời cháu mừng quá, mừng cho cô Sáu quá. Con gặp cái này con cũng hoan hỷ lắm, con mới được gặp á. Nam mô gì đâu hả? Con nghĩ tóc với cuộn xù đây nè bà, tóc em tóc tốt con ra coi. Dạ. Bà Sáu đang trước đây á, thì mình gặp những cái mái tóc đanh của các tu sĩ tại gia. Nhưng mà hôm nay thì cầm cái mớ tóc này mà tự quấn lại á, từ cái những cái cọng tóc của bà Sáu á. Thì tự nhiên bà Sáu gỡ mấy hai bên này được có nhiêu tóc mà nó như vậy thì làm sao ai làm cho mình được. Rồi để chồng đóng cho nó gối nụ gì sao ai làm được mà tự nhiên ta kết ta làm này, gì. Cái này là bà Sáu đang để đó hả? Dạ đang gỡ tóc xuống á, rồi bụng bà để cho cái bọc này nè. Nhiều có nó thành lên như vậy. Bà cứ dồn vô vậy thôi. À cứ dồn vô nhiều để như vậy thôi, một cô một đống vậy đó. Rồi tự nhiên sao nó thành vậy mình đâu có biết được. Trời. Nam mô Di Đà Phật. Bà giờ mới có chảy được nhiêu đó thôi bụng. Có nghĩa là cái bọc này nè cô bác quý anh chị. Thì bà Sáu tóc của bà rụng bà không có bỏ đi. À, bà chảy. Bà cứ để vô vậy. À. Thì sau này một năm sau thì bà Sáu cứ nhìn và càng ngày thì càng ra. À, những cái hình rất là đẹp luôn. Đây là giống nhiều như hình gương sen. Cái gương sen có hồng hồng. Bà Sáu thì trong nhà bà Sáu thì thích hoa sen. Thích hoa sen lắm. Còn đây con thấy rất là đẹp và giống như những cái tảng đá trơn tru á bà Sáu. Không ai làm được gì chứ, không bao giờ ai làm được hết à. Dạ đúng không rồi. Không có mấy móc nào làm được kiểu đó chứ mà Sáu nghĩ vậy thôi. Cái cọng này, cái cục này thì nhỏ hơn nè. Ờ, tự nhiên nhỏ con thấy thương hết sức á. Bà Sáu cái nhỏ nữa đó, kế nữa đó, cái đó cái gì dễ giặt ha. Dạ. Thấy thương hết sức, bà Sáu thấy nhìn ra niệm Phật buồn có lấy ra coi. Con là niệm Phật. Ngoài cái việc này thì bà Sáu là một người có tâm đạo rất lớn của bác quý anh chị. Bà Sáu nói chuyện là bà Sáu sẽ lòng vào những cái câu thơ giảng của Đức Thầy rất hay. Con bà Sáu nhìn bệnh bà Sáu biết nha, có bệnh bà Sáu cũng biết nha. Bà Sáu hay quá bà Sáu. Bữa bà Sáu đi chùa về cả hai bà đoạn bên. Tôi nói bà đâu gan bà đâu khổ nha, hai bà về láng ra uống thuốc nha. Bà nói bà có coi mạch tôi không vậy, tôi nói không coi. Tự nhiên tôi thấy bà bệnh tôi nói giùm cho bà vậy thôi. Bà Sáu ở một mình như thế này nè bà Sáu, có thể chia sẻ cho con với lại cô bác quý chị biết. Ở một mình như thế này rồi bà có buồn không? Bà không có buồn, bà vui kinh kệ á. Bà ngày bà nghe kinh giảng, đọc giảng mà hoài bà học. Đạo bà đâu có buồn, không buồn gì chứ. Không có gì gọi là buồn hết chứ. Sáu cái búi tóc cuộn tròn làm nên gì? Không ngờ, con sao bà Sáu không ngờ gì đầu bà cũng đâu có nhiên mà nó cũng cất bà để cái gì đó. Nam mô Di Đà Phật, tối ngày Nam mô Di Đà Phật không thấy mà. Cô bác quý anh chị có ai giải thích được thì hãy giải thích cho Bùi Hồ nghe. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn mới thấy luôn á. Con nói là người ta đanh ở trong cái đầu người ta mới đanh chứ người ta không ra ngoài, người ta không có như vậy. Nhưng mà nó vẫn thơm, nó vẫn có mùi tóc. Không có mùi hôi gì nha. Không có mùi tanh hôi gì hết.
Yeah. Nhưng mà bà Sáu người ta đanh ở trong đầu, người ta đanh từ từ, đanh hết trơn. Còn tự nhiên bà Sáu ra cái thành món quà cho bà Sáu. Trời ơi, nó mơ gì được bà ta. Gặp con cũng mừng, con không nhân viên đâu. Dạ, tự nhiên con... tự nhiên bữa nay mà bà về sớm con trước, con không qua gặp bà, phải không? Bà con chạy chơi chớp bà chút xíu, bà con không gặp bà nữa. Có cái duyên gì hay nè bà Sáu, con không biết là sao á. Ví dụ con đi sớm tí xíu con cũng không gặp bà. Bà đi trễ tí xíu rồi cũng không gặp con. Mà bà là bà một bà cụ bình thường nè, mà ở ngoài đường mà nhặt ve chai phế liệu đó, bình thường thì con cũng gặp nhiều lắm. Thấy khổ sở người ta quá con. Dạ. Mà nhưng mà con thấy bà tự nhiên cái con nói ngừng lại. Con bà mấy người kia bà con không ngừng hả? Dạ. Ngộ hả? Cái này bà biết không? Con biết không? Tự nhiên con nói bây giờ để tự nhiên có ai tìm thấy tới đây mình chỉ hết đem chơi cho người ta coi, chứ mình đưa không trưng bày cái chi, mình khoe khoang bà Sáu không có chịu, hiểu chưa? Dạ. Tự nhiên sao gặp con chứ bà Sáu là đâu có đưa cho ai mà lạ lạ mà coi cái chuyện này đâu. Đó, tự nhiên khoe bày cái chi vậy, không có đem, tự nhiên vậy đó. Bà Sáu tưởng tượng ra được cái hình gì không? Bà Sáu thì tưởng tượng cái này, tưởng tượng cái hộp sen gì thôi, bà tưởng dạ. tượng. Còn cái đó là bà Sáu. Ông bà của nó ai mà sửa đặng vuông tròn, long dân đến hội lầu son giữa kề. Thấy chưa, ai mà sứ đạn vuông tròn hết trơn á, hiểu chưa? Thấy này tròn nè. Rồi cho bà tròn hết trơn. Dạ. Cho bà tròn hết trơn, cho mừng hết sức. Trời đem ra cô giục bà Sáu giật bệnh luôn bổ, trời nó mô kia Phật cho tự nhiên vợ vậy hết trơn rồi. Mấy cái cục tóc nhỏ này là mới đây, mới đây bà sao? À mới đâu, bà để ít mà sao cũng làm tròn luôn vậy trơn, cái bà lấy ra. Dạ. Đúng rồi, bà để ít chưa đến nhiều mà cũng làm tròn cho bà trước vậy nó đi rồi bà đem ra. Rồi cái này hơi nhiều một chút, rồi cái này hơi nhiều một chút. Để nhiều một chút mới thành. Ví dụ như người ta mà hỏi mua cái này bà Sáu bán không? À, không bán. Ta mua bà Sáu... không bán chứ, để già để. Dễ gì? Bao nhiêu cũng không bán chứ không hả? Không bán. Bán nhiều tiền không còn hết chứ. Đó chứ bà Sáu tu mà đâu có cần tiền bạc gì đâu. Để kỷ niệm, để đừng coi. Dễ gì để truyền lại cho thế hệ trên đời này ai làm được vậy? Hậu bối bây giờ con muốn vậy, ặc dù ai đi không nói chuyện đi con đi. Bà cầu khẩn giới gian không biết làm sao được vậy nữa. Dạ. Con đúng không? Hiểu dạ. không? Vì ai để tóc đi rồi mà nguyện giấy cầu xin có được vậy không? Cái này nè bà Sáu. Sau khi mà bà giảng á, bà giảng này trăm tuổi bà giảng á. Thì cái này bà đem theo hay là bà để lại? Bà để lại, bà không đem chi, để lên bàn thờ cho bà. Để lên bàn thờ cho bà hả? À, để coi vậy đó, để cho có kiến vậy đó. Bà chứ đâu đem chi, không đem. Không đem hiểu hả? Không. Của ông thầy á, để mỗi năm mỗi ra. Ông thầy trên Long Xuyên Châu Đốc bây giờ trên cái quê của ông ở trên, con hiểu chưa? Dạ. Mỗi năm mỗi ra đó. Rồi kể cho con nghe mỗi chuyện này nè, cái ông Mười này là em rể bà ngoại của cô. Dạ. Nha. Ổng có nhân viên hồi xưa đi thầy rồi về gạch tròn xà no xuống đũa, thầy thích giảng, ông này đi quy y. Cái ông Mười của bà đi quy y. Dạ. Cái ông thấy ông Mười của bà sau này lâm nạn nè. Thì ông mới gỡ tóc rối ông cho gì nè, ông cho ông miếng gì nè thôi. Không biết nhiều hơn cái này hay sao, chắc thì có lẽ nhiều hơn hay bạn gì không biết nha. Cái ông này ông quý là ông gói cho mấy giấy vậy nè. Ông lận trên đầu tóc thôi, ông có bị thuốc hút. Đi đâu cũng lận trên đầu ông chơi, ông quý vậy đó. Mà mới chín nổ ba là hai ba lần ông không cho cuộc sống nguyên. Cái mà mới chín mà ai mà khoát đụng cái gầm nó nổ là hốt xác người đó đi. Dạ. Mà ông này ông nổ ba trái vậy đó. Không sao hết. Không sao chơi. Ông về ông ghé nhà bà Sáu nè. Bà Sáu là mẹ của bà Sáu là cháu ông. Cái ông nói hai ơi coi cậu nè. Cái nổ mà chín mà banh cái nón, banh cái nón tùm lum hết trơn, cái khoảng tét tùm hai giờ mình cậu không có sao chứ. Ở trong nhà nó ra hốt xương hốt xác cái ông già đó rồi. Là cuối cùng ổng gọn ảnh ổng ngồi với vô tại nên nam mô Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Cái ông chết gần gãy và ổng lấy đốt hết trơn, bà Sáu đâu có hay. Uổng hết sức uổng. Thì bây giờ quý. Tặng là bà Sáu này rồi. Nam mô Di Đà Phật đó. Chứ chưa có, lúc ông Mười đó chưa có này, bà Sáu chưa có. Trời ơi, tôi nói quý biết như nó quý rồi, cứu mạng, ông sống biết sao này, ông lâm nạn. Ông thầy biết lâm nạn không? Nhưng mà tóc của bà Sáu bạc hết mà sao ở đây là lại xanh? Ở lúc đó bà Sáu chưa có bạc. Tóc này chưa bạc hay bà Sáu? Ừ, cái hồi trên nó bạc, bà Sáu chưa có bạc. Có những cọng đốm bạc trắng trắng ngoài. Ừ, cái đời nó hơi hơi đó. Hơi nè. Hơi. Để thôi cô bác quý chị không thấy, có những cái đốm trắng trắng ngoài. Hơi hơi đó, hơi hơi. Đây nè. Bây giờ cách nay là năm mấy nay thì... Hay ha. Diệu kỳ thiệt á. Ở đây đừng loạn đây luôn. Chứ bà Sáu đâu phải đen đanh trong đầu bà Sáu hết ra đâu, tại tóc của bà Sáu nó rụng.
thấy hiểu chưa? Bà Sáu chị mới có muối tiêu à. Trời ơi, bà Sáu là tóc bà Sáu nó vụng ra chứ bà Sáu có đanh ở trong cái đầu ở đâu. Bà Sáu đâu có đanh ở trong cái đầu ở đâu, nó vụng giết bà Sáu còn nhiêu đây nè. Nó vụng bóc tóc bà Sáu gì đó, nó vụng giết. Không, bà Sáu đâu có đanh trong cái không, đầu. Không giải thích được đâu. Nó mô với đạo Phật, nó mô. Cái nhỏ ra trời ơi, bà tôi sợ quá bà. Trời ơi, tôi nói gì sợ, mày nó có nhà đâu, tưởng không ai không phải không? Nó bà nói tôi sợ quá. Nhưng mà anh thấy quan hỷ á. Mai mốt cái mình đóng cái kiến, tủ kiến nhỏ cái mình bỏ vô. Có cái hộp giấy gì lót cái giả vô để vô nha. Dạ mình để cái kiến đó bà sao? Cái mình để lên vậy nè. Bây giờ cái hộp mà nước nước gì? Nước kiến người ta để cho mới dễ dàng vậy đó con, nó đừng để lên. Hộp nước kiến á. Nước kiến lon hũ gì đó. Hôm nay đến bà Sáu cũng gặp là một cái nhân viên là một chuyện. Rồi con coi ăn nước gì chưa nè dạ, bà Sáu? Con ăn rồi. Hôm Sáu nay ăn tương này. Con rồi lại gặp cái chuyện lạ kỳ này nữa nè. Cô bác quý anh chị bà Sáu thì đó giờ đâu có cho ai xem đâu. Bà Sáu tự nhiên bữa nay có nhân viên đó. Có duyên với con có duyên với bà Sáu á. Thôi con chúc bà Sáu sức khỏe nha. Rồi. Chúc bà Sáu nhiều sức khỏe. Sức khỏe. Mà bà Sáu là an lạc vui vẻ rồi. Rồi an lạc vui vẻ, mô Di Đà Phật không, nó cứ nam mô Di Đà Phật rồi vui vẻ, không có buồn rầu gì nữa trơn thôi. Nam mô Di Đà Phật cho con trí huệ sáng suốt thông minh vậy đó, rồi cho con tu hành tinh tấn đến ngày viên mãn vậy đó. Hả? Đối với bà vui nhất là khi nào? Khi nào bà Sáu cũng tự an nhiên tự tại lắm, không có khi nào buồn hết trơn. Ông Phật nó được vẻ vui nhờ nẻo nước bàn mà các phiền não là hàng địa ngục. Người phiền não giận hờn buồn rầu sầu tuổi là hàng địa ngục không? Được gì bà Sáu? Được vẻ vui nhờ nẻo thiên đàng là mình được cõi trên. Còn các phiền não nó xuống tới hàng địa ngục. Dạ. Hiểu chưa ông Phật dạy? Vui vẻ quan hỷ người ta trên hà kể đấy, ai làm gì làm. Dạ. Vậy đó. Nha. Còn cái người những người mà sân si thì sao hả bà Sáu? Sân si phiền não cái tánh người ta nó không có tốt. Nó còn thắc mắc còn khó khăn lắm. Không có được về cực lạc đâu. Cô an hỷ ăn vui mới được. Dạ. Mỗi việc cũng ăn vui. Bà Sáu tu ở đây là để giải thoát hay là muốn về cõi Phật? Trời ơi, bà muốn tu giải thoát rồi từ hồi nhỏ đến có thấy người ta ở am ở cốc là bà ham rồi, bà phát tâm bà tu rồi đó. 13 tuổi bà ăn tương rồi tới 20 tuổi trời ơi không biết sao có tiền, hồi đó còn nghèo lắm thôi. Cái ở am ở cốc hồi đó bà cất nhà nhỏ xíu mà trước thì nè ở nè, tu là 35 tuổi riêng rồi. Ở tách rời cha mẹ ở riêng. Dạ. Nhưng phải lo cho mẹ ở riêng thanh tịnh thôi. Dạ. Vô nuôi cha mẹ, lo cho mẹ ăn uống, nước ăn thức uống cho cha mẹ. Thương cha mẹ lắm, mỗi lần bà Sáu cha mẹ đi đâu là bà Sáu cũng đòi đi hết trơn. Dạ. Giờ đó cha mà trong ruộng có cái lung sen á, cha nói con ham sen quá cha cho con đi, cha nó thâu nắng nô lắm, đừng có đi ở nhà cha hái gì cho mà không chịu. Kiếm kế là cho con đi với cha mới được, cái cha đi đâu có một mình là con không chịu. Tôi chồng có chạy mưa có cha úp cái xuồng cho cô bà Sáu chung với chồng. Cô bà Sáu giờ còn nhớ nó thương cha. Yeah. Cha hát gì không chịu nó theo cha. Cha đi đâu mình thấy thương lắm, mẹ đi đâu cũng mình cũng thấy thương. Không gờ cha mẹ. Bởi bà Sáu đâu có gia đình. Thương cha mẹ chứ lắm luôn. Ai đến ngó nói coi gì bà Sáu không chịu. Rồi báo hiếu cha mẹ không à. Thương cha rất thương là cha mẹ chứ lắm luôn. Nói người ta nói bộ mình bà biết thương hả? Cái tình thương tôi nó khác hơn đối hơn với mọi người. Vậy đó, mà tôi sao? Mần cái gì cực khổ tôi chịu, hay đánh gánh nặng hết mà cha mẹ tôi cực khổ tôi cũng chịu, chịu không nổi. Không được vậy đó con. Cha con có tâm gì đó, tâm xuống cha mẹ chứ lắm luôn. Cha mẹ mà cái gì cực khổ bà Sáu cũng chịu nổi đâu. Vậy đó. Bà Sáu kể cho con một cái câu chuyện nào báo hiếu được không? Báo hiếu nhiều cách, báo hiếu cha mẹ lắm, cách nào báo hiếu cũng được á. Lo cho cha mẹ, cho nhà hay phải báo hiếu là lo cho mẹ vui vẻ, ăn uống đầy đủ, con hiểu không? Thân mình để kể đi, mình còn sống cho còn trẻ tuổi, cha mẹ già rồi, ít ngày ăn, sống ít còn gần bỏ mình rồi, con hiểu chưa? Gắt bỏ mình rồi, bộ bà Sáu nghĩ vậy nó bỏ mình rồi. Dạ, bà Sáu cho con hỏi là cái việc mà những người mà người ta làm cái câu chuyện mà ví dụ như cho vay nặng lãi hay gì đi thì sau đó người ta lấy cái tiền đó người ta vô xây chùa xây tượng Phật rồi đó thì cái đó có phước không? Có phước mà ít, không bằng tiền mình tạo cực khổ như bà Sáu. Dạ. Không thiệt, không bằng cho vay, không bằng. Dạ. Ông Phật nói của dư cho mượn mới là hảo tâm bố thí ngọc tòa mới được lên. Dạ. Nha, ông Phật nói cho vay không có bằng.
nha. Hảo tâm của mình cho luôn, hảo tâm là cho luôn, thôi cho mượn. Vậy là công đức nhiều hơn. Việc mà cho dai đó, đồ đó bà Sáu thì có nghiệp không? Có chứ. Nhẹ nặng cho mượn, cho ít, cho rất là nhẹ. Số tôi lấy 10 đồng, mình lấy chừng 2 đồng thôi. Là cái đó là hổng nghiệp? Hổng nghiệp nhẹ, ông Phật nói có hỏi nói tay để giúp đời, có hỏi nói tay để giúp đời, có hỏi mượn mình để nói tay là đừng ăn mắt mỏ người ta, cho dây mắt mỏ từ nay bớt nghe. Có hỏi nói tay để giúp đời, nạn khổ đâu đâu đều túng gối tay ương chốn chốn khắp nàng tay, tiền ma nè gạo quỷ lên thôi xí sao cũng tiêu diêu theo lực của trời, có hiểu chưa? Dạ. Cái gì mình chết rồi nắm tay không, chỉ đem cái phước với cái tội theo không à, không có đem cái gì theo của mình, nó là của mình hết chứ. Nhà cửa này cũng bỏ nè, cái gì thế gian này ở tạm thôi mà, con hiểu chưa? Không có nói gì của mình hết trơn, ở thì ở tạm. Yeah. Về chết thì về cõi dưới cõi. Bởi vì mình khuyên mình gán niệm Phật, khuyên chúng sanh niệm Phật đang coi cái đời, con hiểu chưa? Cõi hạ giới, gồng mây mới chơi giỡn. Giờ mình có căn, mình đáng làm lành, làm thiện. Như con về đi ra giúp cho những gặp mảnh đời bất hạnh, khổ sở, bệnh tật hay gì đó, em con cho tiền, rồi con giúp. Như vậy đó. Ở nhà cha mẹ con định nhiêu tuổi rồi? Dạ chưa? 50 mấy hả bà Sáu? Rồi làm nghề gì? Làm ruộng không à? Con có nghe nói là tu mà đến khi mà mình... Tốt phải bà Sáu phải ngồi thiền niệm Phật đó. Dạ. Coi như gần đắc đạo thì cái ngày gần già mà gần cái ngày giảng sanh là có thể biết trước được biết không? Biết trước mà con nguyện. Cầu cho con Pháp biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết gài tánh linh. Cầu con bệnh tật khỏi mình, lòng không chiếu mến chuyện tình thế gian. Cầu con thần thức nhẹ nhàng. Vậy đó, dám mà ra khoảng có tốt, phải nguyện xin với Phật mới được. Hồi nguyện về cực lạc, như giờ con muốn đi về nước ngoài con phải có giấy bắt bo đăng ký gì đó con mới được. Còn bây giờ con mỗi đêm con có cầu với Phật xin về. Dạ. Xin về Phật. Xin về Phật trước, chứ nữa ai xin cho mình được. Dạ. Phạm không phải tự mình xin nó mới tốt hơn. Chính phẩm sen vàng lên giải thoát, quy mạng lễ Đức Phật A Di Đà nha. Nay con tên họ gì, con xin phát nguyện giảng sanh ở Tây Phương thế giới an lành đó. Con xin nguyện giảng sanh về cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Ngài Lâm Chung cầu xin ơn trên Đức Phật A-di-đà, Đức Mẹ Ông Âm Bồ-Tát cùng Thánh chúng tiếp độ con được giảng sanh về miền Tây Phương cực lạc. Con phải cầu xin được trước vậy đó mới được. Dạ. Cầu xin trước. Thầy nè, con biết ông thầy nè, ông Đức Quỳnh Giáo Chủ nè. Người ta nói ta nguyện nặng bao, thấy ông một lần mà ta chết là cũng mãn nguyện. Thấy dạ. Mãn nguyện người ta nặng dạ. Bao mà thấy ông được mãn nguyện là bà Sáu thấy năm cháu lần. Bà Sáu thấy năm cháu lần. Bà Sáu bệnh viêm mũi nữa con hiểu chưa? Bệnh viêm mũi bà Sáu nè. Cái bà tới đó gặp ông đang hút thuốc nam, hai người nam đứng gói. Ông thấy bà Sáu nói con có bệnh viêm mũi, vô đây thầy cho con uống thuốc viêm mũi. Và đằng cái hướng đó người ta bệnh con đem thuốc tể cho người ta. Cho bà Sáu ba viên thuốc tây rồi gàn chống bọt gì nè. Uống hết trơn như mũi nào mất tiêu luôn. Mà nằm chim bao hả? Nằm bao tới giờ nè. Bà hết trơn bệnh viêm mũi luôn. Ông biểu vậy đó, bà đi với ông cha, bà dẫn nghe ông cha bà chết rồi đó. Dẫn bà Sáu đi trên cái cây mà ngã cong cong có mương gì nè. Thì cái mương mà có cây dừa nó ngã cong cong qua kia, mình leo như khỉ chuyện đi tò rồi đi quá sức đi luôn. Nằm bao. Bà nói bà Sáu nè, chim bao ngó thấy không hèn, nhẹ mình bay bổng qua miền núi sông rồi. Chim bao bà Sáu đi bất kể đi cho nó giết. Tới trường thiết dịch bệnh vậy là cái hồn mới nhập vô chứ mình đi không mà ngủ nằm bao đi không vậy đó. Quá chừng đi luôn. Đường nào cũng nói đi hết. Thấy đi hoài luôn. Mà nói thì kể quá thì không thấy nha. Đâu đâu đừng kể ai cho. Đó là nè, thấy không? Đẹp rồi đó. Cái này mới thôi. Còn để bọc cho thành hình con rẻ nữa. Cho dễ dạt lên nữa, thấy không? Có nghĩa là cái này tóc á, này có bệnh, tự bệnh vô mà có cái độ bồng bềnh á. Và cái ở đây rất là tròn luôn. Ở đây thì cái này bà Sáu nói là chỉ mới thôi. Cái này cái mới nè, cái đó cái mới cái thành rồi. Cái này hơi mới. Dạ, này mới. Cái này thì mới nè. Và đó. Chưa có độ bồng bềnh giống như bên kia. Chắc cũng khoảng 1-2 tháng nữa sẽ bồng bềnh giống vậy thôi. Gọn ghẻ nó sắc sảo hơn, tỉ mỉ hơn. Trời ơi, bà Sáu vô bên đấy quạt nó bay. Dạ thôi, được rồi bà Sáu ơi. Hôm nay con đến đây bà Sáu cho con coi này coi như là con hoan hỷ lắm rồi. Trong đời thì cũng đâu có ít khi nào gặp lắm. Con cảm ơn bà Sáu rất là nhiều. Lần nữa thì con chúc bà Sáu sức khỏe an khang. Con có nhân viên á, căn viên à. Dạ. Gán tu nha con. Dạ. Bỏ cái cõi hồng trần thì về bên cực lạc. Dạ. Ô kim vàng ấy ngàn cân bên lần.
dương gian muốn muốn đổi lập thân cho tròn, cúng lại làm phước làm thiện, bệnh đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu vàng không mà. Về đất Phật, về đất Phật. Bà Sáu chia sẻ là cái này là không được cột lại. Rồi rồi, vậy về để chống vậy đó. Để chống gì? Để chống vậy là cho ta làm cho nó thành hình rồi. Nó để chống vậy bà Sáu treo lên gì nè. Dạ. Tự nhiên nó thành hình nè, năm bên nay ta gom lại từ từ ta gom ta làm anh mình đâu biết được. Rồi bà Sáu treo cho con coi cho vớt. Hả? Sáu treo cho con coi vớt. Treo gì nè? Cái này cái đầu cái chỗ này chỗ sạch sẽ rồi Sáu đâu, phải chỗ nào đâu là bẩn đâu. Cái chỗ mình treo áo cúng luôn hả? Ừ, chỗ áo cúng nè bà Sáu làm vậy đó, tự nhiên nè cái thành món đồ lên nè làm vậy đó. Đó. Hiểu chưa? Dạ. Nó rộng lên vậy đó rồi tự nhiên làm cho mình. Dạ. Cái chuyện vô vi tâm linh thì không bao giờ biết được cô bác quý anh chị. Từ xưa giờ đó ai làm. Mình thì mình với bà Sáu là một tu sĩ tại gia nên không mê tín. Nhưng mà đây là những cái phần này và theo Bùi Hồ nghĩ là rất là khó giải thích. Và bàn tay của con người thì không thể nào mà làm nên được cái câu chuyện lên mái tóc như thế này. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là bà Sáu không sử dụng máy móc luôn. Và ngay cả máy móc thì cũng chưa chắc bến được cái cuộn tóc như thế này. Tự nhiên bà Sáu thấy thì cô bác quý anh chị thấy cô hoan hỷ thì bà Sáu người ta lại muốn ngắm mái tóc bà cho không đâu hả? Hả? Ờ, người ta lại muốn người ta xem á, bà cho không? Cho xem luôn hả? Thì cho xem, ai muốn coi thì bà Sáu cũng cho vậy, nhưng bà Sáu không có trưng bày làm chi, phô trương làm chi. Dạ. Ai người ta có cái tâm đạo mà giờ muốn thấy cái vật lạ gì không cho người ta coi. Vậy đó. Dạ. Cho người ta coi. Rồi treo lên luôn bà Sáu ơi. Treo lên luôn vậy, bà để này bà để trong tủ, cái đây thành hình để trong tủ. Dạ, để qua đây. Ôi. Bà cũng muốn treo lên mà khi bà để tủ vậy đó. Dạ. Thành ra